phải mua cái nắp điện thoại cho mình trước. Sao anh nói em đi mua cho em ra mua cho anh một cái bình 114, một cái bình 90 nhé. Mày chạy đố đi, mua mày chạy đố đi này. Cái tầng chưa làm mà biết nào mà mua. Hai cái bình một cái, một cái kim cương, một cái 114. Cái kia có đầy không? Cái kia không đầy được, cái kia nó ở trên là nó là giảm rồi. Chạy vào đây nó phun ngược cái này quay lại, anh hiểu không? Nó ở trong đường ống rồi, giờ máy anh nó chạy vào nó phun ngược, khi nước nó đẩy ngược lại là anh lấy được nó ra. Không có là cái này đóng, cái này này bọn em khi làm á là bọn em phải để ý cả tầng trên tầng dưới để ý mấy đầu thoát nước cho họ. Đó, thì mình đúng ra là nếu mà nhà thầu mà tốt em đâu lấy cái nắp chục 90 á là chục 104 thì cái ống là sụp lại luôn, thứ nhất rẻ ra nó mai mốt tụt dưới đó.